Chu Ninh phát hiện mình xuyên qua đến cao vũ thế giới, nơi này, vạn tộc xâm lấn, yêu thú hoành hành. Nhân tộc, như con kiến hôi. Vì bảo mệnh, Chu Ninh ở rễ, cùng từ gia nhị tiểu thư thành hôn, trở thành rễ rễ người người nhìn không nổi. Cũng may, ngoài ý muốn đạt được hệ thống khen thưởng bạo kích. Chỉ cần chém giết địch nhân sinh linh là có thể đạt được khen thưởng. Đinh. Chém giết hỏa hồng nghĩ, đạt được. Cự lực chém vết đỉnh cấp thiên kiêu đạt được kiếm ý tu luyện mười năm đinh chém vết tinh không thánh nữ thu được tiên thiên đạo thể chém vết viễn cổ cự tượng đạt được thần tượng trấn ngục kính. cứ như vậy chu ninh một đường đẩy ngang mà đi chư thiên tinh thần hàng tỷ chủng tộc vô tận thiên kiêu vinh quang giống như huy hoàng ngôi sao sáng chói bất diệt đều là bị chu ninh một kiếm kết thúc. Chương 1 Ở rễ từ gia, ước pháp tam chương. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tháng 10, thành kim lăng đêm dần lạnh. Phía bắc thành kim lăng. Trang viên từ gia. Tuy là từ gia nhị tiểu thư tân hôn. Nhưng lại có vẻ đặc biệt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trong căn phòng trang điểm đỏ. Một gã mặt mày tuấn lãng, làn da trắng nõn thanh niên, mặt tân lan phục ngồi ở bên giường, thần sắc bừng tỉnh. Ta đây là xuyên qua. Ta chịu đựng nửa năm a, à, thật vất vả đem trăm vạn cấp đơn đặt hàng đàm phán lấy được rồi. Kết quả, ta lại bởi vì quá lao treo, xuyên qua rồi. Kiếp trước hắn dừng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Thật vất vả chịu đựng thành giá trị con người ngàn vạn đại lão, kết quả lại bởi vì mệt nhọc quá độ độc tử. Chu Ninh vẻ mặt buồn khổ vạn phần. Nhưng vào lúc này, trong đầu đại lượng tin tức hỗn loạn xuất hiện sửa sang lại những tin tức này chu ninh dần dần thuận theo lam tinh vạn tộc xâm lớn thành kim lăng ở rễ đại tông sư gia tộc kim lăng tự gia xuyên qua còn chưa tính ta như thế nào còn xuyên qua đến như vậy một cái nguy hiểm thế giới năm trăm năm trước lam tinh được vũ trụ vạn tộc phát hiện bên ngoài lam tinh xuất hiện cánh cửa thanh đồng đầu tiên sau cửa đi ra vạn tộc, tàn sát bừa bãi sinh mệnh mọi người. Cho đến khi Tiêu Chiến Thần phát hiện công pháp trong sách cổ có thể tu hành. Sau khi đạt được lực lượng đủ để chống lại sinh linh vạn tộc, kéo ra thời đại cao vũ. Cho đến ngày nay, nhân loại ở bên ngoài tinh không thành lập trường thành dùng để chống lại vạn tộc xâm lấn. Chia cảnh giới võ đạo thành: Luyện thể, võ sư, khai mạch, linh đại, tông sư, đại tông sư, mệnh luân, đạo cung chiến thần hắn bởi vì nguyên thân gia gia cùng từ gia gia tử có chuyện cũ lại có hứa hẹn chỉ phúc vi hôn từ ở rễ từ gia cùng từ ngưng sương thành hôn nhưng lần này ở rễ ngoại trừ từ lão gia tử tất cả mọi người từ gia đều bất mãn mà từ ngưng sương còn có một thanh mai trúc mã theo đuổi nàng đã lâu cường giả tông sư cảnh trần thiên nam lúc này trần thiên nam đã là bách phu trưởng đang ở tinh không trường thành cùng vạn tộc giao chiến nhưng tối đa chỉ cần ba tháng chiến sự sẽ lắng xuống chạy về kim lăng nghĩ vậy trong lòng chu ninh trầm xuống nguyên nhân không có hắn hắn chỉ là một người bình thường không hề tu vi chờ trần thiên nam sau khi trở về oán khí kia không thể trút lên người từ lão gia tử chẳng phải chỉ có thể trút lên người mình sao đến lúc đó mình là cửu tử nhất sinh về phần đào hôn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Người bình thường ở thế giới này là đầu cuối của chuỗi thức ăn. Dựa vào từ gia, mặc dù sống như đi trên lớp băng mỏng, nhưng dù sao cũng tốt hơn sau khi rời khỏi từ gia, trở thành huyết thực vạn tộc. Về phần tu hành, nguyên chủ tiền thân 18 năm cũng không phải là chưa bao giờ nếm thử qua tu hành. Nhưng làm sao, tư chất quá kém. 18 năm qua cũng chưa từng nhập môn nghĩ tới đây, Chu Ninh càng nhíu mày. Lúc này, cửa phòng được đẩy ra. Một nữ tử cao gầy khuôn mặt sương hàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, mặc một thân áo cưới đỏ thẫm đi đến. Trong mắt Phượng mang theo lạnh ý, nhìn chăm chú Chu Ninh ngồi ở mép giường. Ngay sau đó, đôi môi son khẽ mở. Thanh âm không lớn, lại như hồng chung đại lữ, nổ vang bên tai Chu Ninh, trong đầu ông ông một mảnh. Chu Ninh, giữa ta và ngươi thân phận cách xa điểm này ngươi hẳn là trong lòng biết rõ ràng anh và em kết hôn hoàn toàn là vì lời hứa năm đó của ông nội anh giữa ta và ngươi làm ước pháp ba chương thứ nhất giữa ta và ngươi tuy có tên vợ chồng nhưng sẽ không có thực tế vợ chồng thứ hai ở trước mặt ông nội ta ta và ngươi cần biểu hiện ân ái có thừa không thể để cho ông nội ta phát hiện không đúng thứ ba chờ ông nội em trăm tuổi anh và em lập tức ly hôn đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một khoản tài phú hơn nữa bảo vệ ngươi an toàn nhưng giữa ta và ngươi không thể dây dưa có thể hay không từ ngưng sương đứng ở nơi đó cao cao tại thượng ngôn ngữ mặc dù mang theo hỏi thăm nhưng lại có uy nghiêm không thể xen vào chu ninh hít sâu một hơi làm cho đầu óc hỗn loạn khôi phục trấn định nhìn về phía từ ngưng sương có thể nói xong không chút chần chừ trực tiếp lướt qua vai tự ngưng sương không thèm nhìn cô một cái rời khỏi phòng nhìn chu ninh vô cùng dứt khoát tự ngưng sương không khỏi ngạc nhiên vốn nàng cho rằng chu ninh bất kể nói như thế nào đều sẽ có chỗ dây dưa chính mình còn cần phí một phen miệng lưỡi nhưng hiện tại không ngờ lại dứt khoát như thế trực tiếp đáp ứng đây là phản ứng mà tự ngưng sương hoàn toàn không nghĩ tới đối với chu ninh cũng có vài phần cái nhìn bất đồng ra ngoài đi gió lạnh thổi qua chu ninh nắm chặt tay cao vũ thế giới cường giả hái tinh cầm nguyệt tiền tài mỹ nữ dễ như trở bàn tay thật là khiến người ta mê mẩn chỉ là tất cả những thứ này có quan hệ gì với tôi đâu ha ha một tên phế vật ngay cả luyện thể cũng có phải hay không ăn nhờ ở đậu cần phải xem sắc mặt người khác là rễ rễ bị người ta nhìn không nổi càng miễn bàn ba tháng sau chờ trần thiên nam trở về ta còn có thể hay không còn sống cửu tử nhất sinh xuyên qua đến loại thế giới này kết quả liền chính mình sinh tử đều không cách nào khống chế đại trượng phu sinh sống trong thiên địa há có thể buồn bực ở lâu dưới người tôi không cam lòng nắm tay siết chặt hốc mắt chu ninh đỏ bừng hấp thu năng lượng xong hệ thống đang kích hoạt một, mười, năm mươi, một trăm hệ thống trói định hoàn thành âm hưởng nhắc nhở liên tiếp vang lên thân thể chu ninh đột nhiên rung động hả đây là hệ thống ha ha! quả nhiên ngón tay vàng thuộc về ta tới rồi sao hô hấp dồn dập chu ninh thần sắc hưng phấn thân là người xuyên việt hắn kiếp trước xem qua không ít võng văn tự nhiên biết hệ thống đại biểu cái gì bao nhiêu xuyên việt giả tiền bối, đều là dựa vào hệ thống đến cuộc khởi tại chư thiên. Hệ thống? Có ở đó không? Xin giới thiệu bản thân. Sau khi tỉnh táo lại, chu Ninh hỏi dưới đáy lòng. Ký chủ, ta ở đây. Bản hệ thống tên là bạo kích khen thưởng hệ thống. Ký chủ chém vết sinh linh là có thể đạt được bạo kích khen thưởng. Phần thưởng bao gồm không giới hạn. Tu vi, bảo vật, công pháp, vũ kỹ. Dữ liệu cụ thể có thể xem trên bảng điều khiển cá nhân. Lắng nghe âm thanh của hệ thống. Chu Ninh thoáng sửng sốt. Giỏi lắm. Thông tin và giới thiệu về hệ thống này, thật đúng là đơn giản thô bạo. Với hệ thống này, cho dù tư chất của ta kém hơn nữa, vậy thì như thế nào? Ta cuối cùng có một ngày, có thể trèo lên đỉnh chí cao kia. Mà cũng sẽ ở một ngày nào đó trong tương lai cũng có thể, một mình, trấn áp chư thiên vạn tộc. Chu Ninh hơi giơ bàn tay lên. Khuôn mặt dần dần kiên nghị, lộ ra nụ cười tự tin. Bàn tay hơi siết chặt. Giống như muốn đem vận trăng sáng chói mắt trên bầu trời kia nắm chặt trong lòng bàn tay. Trong lòng rung động, Chu Ninh nhìn bốn phía. Nếu hệ thống nói là chém giết sinh linh. Nói cách khác, ta cần chém giết, không nhất định chỉ là vạn tộc nghĩ vậy chu ninh trầm ngâm một lúc lâu ánh mắt rơi trên mặt đất từng con kiến đỏ rực kia hỏa hồng nghĩ sau khi vạn tộc xâm lấn thiên địa dị biến xuất hiện kiến biến dị thử xem chu ninh một cước đạp xuống đinh ký chủ chém dết hỏa hồng nghĩ một đạt được khen thưởng khí huyết ê một trong nháy mắt âm nhắc nhở rơi xuống một tia khí huyết nóng rực tinh thuần xuất hiện trong cơ thể Chu Ninh. Sau khi tẩy luyện một lần tứ chi bách hài, Quy Nạp tiếng vào đan điền. Oanh! Nhất thời, chỗ đan điền của Chu Ninh bộc phát ra tiếng nổ vang. Đan điền vốn tối tăm, không nhìn thấy, đột nhiên bị mở ra. Một cổ khí huyết lực cực kỳ cường hãn xuất hiện. Đắp nặng rèn luyện thân thể Chu Ninh. Luyện thể cảnh. Thành. Chương 2. Hệ thống ban thưởng, luyện thể nhị tinh bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ta đây là, luyện thể. Cảm thụ được sức mạnh mênh mông trong cơ thể, tâm tình chu ninh kích động. Tu hành hơn 10 năm. Vẫn kẹt ở chính tạp khí huyết thượng, khoảng cách luyện thể cảnh thủy chung cách một tầng mạng mỏng. Mà vào lúc này, chính mình giết chết một con hỏa hồng nghĩ, liền bước vào luyện thể cảnh. Các loại cảm xúc phức tạp xuất hiện từ đáy lòng. Ngũ vị tạp trần lên dây tiếp theo một tấm bảng hệ thống hư ảo hiện lên ký chủ chu ninh tu vi luyện thể nhất tinh không một trăm huyết mạch phạm kỹ năng không công pháp ngũ tâm triều thiên công luyện thể nhất tinh tốc độ này thật nhanh a à. ba tháng thời gian trưởng thành đến có thể đối kháng trần thiên nam thực lực cũng không phải là mộng thậm chí tương lai càng có thể thành tựu chiến thần nhị tiểu thư từ gia Từ ngưng sương Ước pháp tam chương Cơm mềm này, ta còn muốn cứng trắng ăn Ánh mắt rơi xuống Chu Ninh nhìn hỏa hồng nghỉ trên mặt đất Giống như nhìn mỏ vàng Lập tức bắt đầu dẫm dết Trong đầu, âm nhắc nhở lần nữa vang lên Đinh Ký chủ chém dết hỏa hồng nghỉ một Đạt được khen thưởng Khí huyết thì không năm sau khi đột phá cảnh giới giết cùng một loại sinh vật, phần thưởng thu được sẽ giảm bớt sao? Bất quá cũng là bình thường, luyện thể cảnh cùng người bình thường có cách biệt một trời một vực. Quy hiếp của hỏa hồng nghĩ đối với ta cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Bất quá, vẫn là trước tiên diệt bày kiến, tăng lên thực lực. Ánh mắt nóng rực. Chu Ninh đối với hỏa hồng kiến trên mặt đất, không ngừng giảm dết. Trong đầu, âm nhắc nhở nối liền không dứt ngay khi Chu Ninh tiêu diệt đám hỏa hồng nghĩ này. Một tiếng quát lớn của thị nữ truyền đến. Là ai ở nơi đó? La hét. Vài tên thị vệ tuần tra của từ gia. Đi theo thị nữ này, bật đèn pin đi tới. Tia sáng đồng loạt rơi vào trên người Chu Ninh. Mà khi nhìn thấy Chu Ninh, tên thị nữ này không khỏi nhíu mày, lạnh lùng nói. Cô gia muộn như vậy còn không ngủ, tới tiểu hoa viên này làm cái gì? Chu Ninh dừng động tác, dương mắt nhìn lại, ngủ không được, đến việc kiến đỏ đốt lửa đi. Vừa dứt lời, thì nữ cùng vài tên thị vệ đều ngây ngẩn cả người. Một người trong đó càng là nhìn không được, phát ra một tiếng cười nhạo. Nhưng ngại thân phận Chu Ninh, khó mà nói cái gì. Thì nữ nhìn thoáng qua thi thể hỏa hồng nghĩ trên mặt đất, mặt lộ vẻ chăm chọc. Sự tồn tại của hỏa hồng nghĩ thật ra chúng ta không chú ý tới dù sao từ gia trên dưới không có người bình thường, hỏa hồng nghĩ đối với võ giả không sinh ra uy hiếp. Bất quá nếu cô gia muốn diệt sát, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Giọng nói của thị nữ tuy rằng bình thản, nhưng đối với sự khinh thường và khinh miệt của Chu Ninh lại càng thêm nồng đậm. Trong lời nói càng tràn đầy châm chọc. Dù sao, trước mắt toàn bộ từ gia trên dưới, cũng chỉ có Chu Ninh là một người bình thường. Từ gia cho dù là quét rác cũng là võ giả luyện thể nhất trọng. Còn lại thì vệ, nhìn Chu Ninh ánh mắt, cũng là càng thêm khinh thường. Mấy người xoay người đi xa. Ở vị trí người bình thường không có khả năng nghe được, tiếng trao đổi chăm chọc vang lên. Ha ha ha, cười chết ta rồi, ngủ không được đi ra ngoài diệt điểm hỏa hồng kiến. Đêm động phòng hoa chút không đi động phòng, ngược lại tiểu hoa viên dập lửa hồng kiến. Cho hắn chút mặt mũi đi đây rõ ràng là bị đuổi ra ngoài a à, ha 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 giờ khắc này mọi người cười to không ngừng đối với trào phúng và tiếng cười này chu ninh cúi đầu mắt điếc tai ngơ con rể đồ bỏ đi bất kỳ một trong hai thân phận này đặt ở bất cứ triều đại nào bất cứ thế giới nào cũng sẽ không bị người coi trọng càng miễn bàn hiện tại hai cái nhãn hiệu này đều ở trên người mình thực lực nhất định phải có đủ thực lực mới có thể làm cho những trào phúng này toàn bộ tự động tan thành mây khói ý nghĩ kết thúc chu ninh tiếp tục diệt sát hỏa hồng nghỉ kiếm lấy khen thưởng thuận theo phương hướng đám kiến lửa này rất nhanh trong vườn hoa tìm ra một tổ kiến đỏ rực vận chuyển khí huyết chu ninh nặng nề đạp xuống thình thịch trong lúc nhất thời hang ổ của hỏa hồng nghỉ sụp đổ trong đầu chu ninh âm thanh nhắc nhở liên miên không ngừng vang lên đinh ký chủ chém dết hỏa hồng nghĩ một đạt được khen thưởng khí huyết cây không năm ký chủ chém dết hỏa hồng nghĩ một đạt được khen thưởng khí huyết cây không năm ký chủ chém dết hỏa hồng nghĩ một đạt được khen thưởng khí huyết cây không năm nhìn liên tiếp bảo táp khí huyết khen thưởng trong lòng chu ninh một trận sảng khoái tuy rằng không chấm năm điểm khí huyết ban thưởng cũng không nhiều. Nhưng kiến lửa không chống đỡ được cả sao huyệt, số lượng đông đảo A. Khí huyết liên tiếp bảo tát Oanh. Trong cơ thể bộc phát ra một tiếng nổ vang, khí huyết lần nữa đột phá một cái độ cao. Luyện thể nhị tinh. Gần như là khoảnh khắc đột phá. Chu Ninh cảm giác được, chính mình thân thể cường độ cùng với lực lượng, trở lên trọn vẹn gấp đôi. Trong đầu, âm nhắc nhở lại vang lên. Ký chủ chém vết hỏa hồng nghỉ một, đạt được khen thưởng. Khí huyết kia không ba. Lại rớt nữa à. Nhìn đạo gợi ý này, trong lòng chu ninh trầm xuống. Dựa theo tốc độ này, hỏa hồng nghỉ ban thưởng. Rất nhanh sẽ cực kỳ bé nhỏ, thậm chí không có phần thưởng. Nhìn lướt qua bản điều khiển hệ thống của mình. Ký chủ. Chu Ninh, Tu Vi. Luyện thể nhị tinh, không, hai trăm, huyết mạch. Phạm, kỹ năng. Không, công pháp. Ngũ tâm triều thiên công, hai trăm điểm khí huyết. Tiếp tục. Suy nghĩ kết thúc, Chu Ninh tiếp tục ở trong vườn hoa nhỏ này, tìm kiếm tổ kiến đỏ rực mới. Từ gia. Trong phòng cưới. Từ ngưng sương đã bỏ trang điểm đỏ xuống, thay một thân áo ngủ rộng thùng thình. Tùy ý tản ra trong cổ áo, lộ ra một vệt trắng nõn, cùng với sâu không thấy đáy khe rảnh. Đủ để thấy được, vốn liếng ngạo nhân. Một đôi chân thon dài trắng noãn, ở giữa áo ngủ, như ẩn như hiện. Sơn móng tay đỏ rực trên chân ngọc, càng thêm vài phần yêu mị. Cùng lúc đó, thị nữ bên cạnh bưng tới một chén tỉnh thần trà, tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Từ ngưng sương hơi nhấp một ngụm. Thị nữ cẩn thận nói. Nhị tiểu thư, cô chính là thiên kiêu nổi danh của thành kim lăng thực lực sớm đã đạt tới khai mạch thất trọng thiên kiêu như ngài khuynh quốc khuynh thành như thế ngay cả cái kia bạch y thương thần trần thiên nam cũng chưa chắc xứng với ngài lão gia tử hắn cũng không biết nghĩ như thế nào lại để cho ngài gả cho một cái phế vật nghe vậy từ ngưng sương không nói gì chỉ là tay bưng chén trà thoáng dừng một chút nhìn phản ứng của từ ngưng sương thị nữ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục nói. Hơn nữa, nhị tiểu thư, cô không biết. Vừa rồi, ta ở hậu hoa viên, đụng phải tên phế vật kia. Tên kia cư nhiên dẫm lên kiến lửa trong vườn hoa, hỏi hắn đang làm gì. Lại còn nói mình không ngủ được, đi ra diệt kiến. Không đợi cô nói hết câu. Ba. Một bàn tay ngọc trắng nõn tinh tế, hung hăng quất vào mặt thị nữ tiếng bàn tay trong trẻo vang lên. Gương mặt thị nữ sưng lên cao, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Sau đó liền thấy được, mặt như băng sương từ ngưng sương. Chương 3 Thu được cự lực, một quyền ngàn cân. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nhị tiểu thư, tôi. Thị nữ run rẩy, trong lòng tràn đầy mộng bức. Mình từ nhỏ đã đi theo nhị tiểu thư, hai người tình như thủ túc những năm gần đây lại được gia chủ ban họ từ, địa vị siêu nhiên. Kết quả hiện tại, nhị tiểu thư cư nhiên đánh mình. Ánh mắt từ ngưng sương sắc bén. Hơi sát ý, lạnh giọng nói. Từ hồng. Ngươi cũng biết tội. Một nô bộc cũng dám vọng nghị chủ gia. Tôi và Chu Ninh thành hôn, đây là ý của ông nội tôi. Ngươi một hạ nhân, cũng dám vọng luận. Trần Thiên Nam Thân là bạch y thương thần, tại tinh không trường thành bên ngoài chém giết vạn tộc, kiến công lập nghiệp. Chính là nhân tộc thiên kiêu hào kiệt, ngươi cũng dám ở đây, tùy ý bình phẩm. Về phần Chu Ninh, cho dù hắn là người bình thường, không có thiên tư tu hành. Nhưng hiện tại hắn cũng là trượng phu của tự ngưng sương ta, cô gia của tự gia. Mà ngươi thân là thị nữ, vọng nghị chủ gia, nhục mạ cô gia, đây là đại bất kính. Ngươi, đáng chém. Tự ngưng sương nói xong uy áp dày nặng trên người rải rác ngưng thành thực chất như núi cao trấn áp ở trên người từ hồng làm hắn căn bản không thở nổi khuôn mặt từ hồng hoảng sợ vạn phần vội vàng quỳ rạp trên mặt đất không ngừng dập đầu nhị tiểu thư ta sai rồi ta sai rồi ngài tha cho ta lúc này đi tiểu hồng vừa rồi quỷ mê tâm khiếu kính xin nhị tiểu thư xem ở theo ngài nhiều năm như vậy không công lao cũng có khổ lao phân thượng tha cho tiểu hồng lúc này đi. Mắt lạnh nhìn từ hồng, từ ngưng sương cũng có chút mềm lòng. Lần này nể tình không có người thứ ba ở đây. Ngầm miệng trăm cái, phạt lương nửa năm. Để trừng phạt. Lần sau dám can đảm tái phạm, tuyệt không dễ tha. Còn nữa, nói cho đám hạ nhân kia biết. Dám can đảm làm khó chu ninh, bị ta biết, nhất định chém không lầm. Nói xong, từ ngưng sương thay một bộ quần áo, rời khỏi phòng. Từ hồng quỳ gối trong phòng. Đưa mắt nhìn từ ngưng sương rời đi, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Đối với Chu Ninh trong lòng tuy có vài phần oán niệm, nhưng cũng không dám phát sinh chút ác ý nào. Bên kia, Chu Ninh ở trong hậu hoa viên, không ngừng dẫm dết từng con kiến lửa. Trong đầu hệ thống nhắc nhở âm không ngừng vang lên. Đinh. Ký chủ chém dết hỏa hồng nghỉ một, đạt được khen thưởng khí huyết kê không ba. Ký chủ chém giết hỏa hồng nghĩ một, đạt được khen thưởng. Khí huyết kê không ba. Ký chủ chém giết hỏa hồng nghĩ một, đạt được khen thưởng. Cự lực. Ký chủ chém giết hỏa hồng nghĩ một, đạt được khen thưởng. Khí huyết kê không ba. Theo khí huyết chồng lên nhau. Trong cơ thể Chu Ninh, khí huyết chi lực lần nữa tăng lên một cấp độ. Chính thức bước vào luyện thể tam tinh. Còn lại hỏa hồng kiến. Chém dết cũng không thể tuôn ra bất kỳ phần thưởng nào. Luyện thể tam tinh. Hỏa hồng nghĩ đối với ta cũng mất đi tác dụng. Cảm nhận được sức mạnh mênh mông trong cơ thể, ánh mắt Chu Ninh thâm thúy. Bất quá cuối cùng hỏa hồng nghĩ này nổ ra một cái cự lực. Đây là cái gì? Trong lòng nghĩ. Mở personal panel. Ký chủ. Chu Ninh tu vi. Luyện thể tam tinh không, 300, huyết mạch. Phạm kỹ năng. Cự lực, công pháp. Ngũ tâm triều thiên công, tâm niệm vừa động, giới thiệu chi tiết về cự lực xuất hiện. Cự lực. Bộc phát tự thân khí huyết, tăng phúc tự thân lực lượng, cao nhất có thể bộc phát ra gấp 3 tăng phúc. Đây là vũ kỹ bạo phát. Nhìn hệ thống, đối với cự lực môn vũ kỹ này giới thiệu. Thần sắc Chu Ninh hơi động dung. Vũ kỹ bạo phát, ở thành kim lăng cũng không thấy nhiều. Và hầu hết đều có tác dụng phụ. Mà hiện tại, cánh cửa khổng lồ trong tay mình lại không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Cũng chính là chỉ cần khí huyết của mình đầy đủ là có thể vô hạn bộc phát ra, cao nhất gấp 3 lần lực lượng tăng phúc. Có thể tìm địa phương thử xem ta hiện tại toàn lực một kích có bao nhiêu cân. Chu Ninh trong lòng nghĩ. Mà vào lúc này hắn liền thấy được một nữ tử cao gầy dẫm lên liên bộ đi tới nhìn người tới chu ninh hơi dừng lại từ ngưng sương từ ngưng sương lúc này tâm tình phức tạp nhìn trên mặt đất lõm xuống hơn 10 cái hỏa hồng kiến hố huyệt thở dài một tiếng đi lên phía trước biểu hiện thập phần đạm mạc nói những hỏa hồng nghĩ này không cần ngươi tiến hành tiêu diệt ngươi một người bình thường tiêu diệt đám hỏa hồng nghĩ này vẫn là quá nguy hiểm ngày mai ta sẽ cho hạ nhân trong nhà tiêu diệt toàn bộ hỏa hồng nghĩ trong trang viên. Chu Ninh cũng có chút bình tĩnh. Ta chỉ là thấy được, muốn thanh lý một chút mà thôi. Không có tiếp tục dừng lại đề tài này, tự ngưng sương nói. Ta đã giáo huấn hạ nhân, sau này bọn họ không dám tiếp tục làm khó ngươi. Nếu có người làm khó ngươi, ngươi có thể nói với ta, ta sẽ xử trí theo gia pháp. Chu Ninh thần sắc dừng lại, mặc dù hắn không quá cần nhưng từ ngưng sương nguyện ý vì hắn làm điểm ấy hắn vẫn có chút kinh ngạc đa tạ nói xong hắn vội vàng rời đi định tìm địa phương kiểm tra quyền lực của mình nhìn bóng lưng rời đi từ ngưng sương lâm vào trầm tư đối với chu ninh tình cảm trong lòng nàng là phức tạp dù sao đối phương là đối tượng ông nội mình chỉ phúc vi hôn mà không có muốn bám vào thái độ của con rể từ gia ngược lại là đối với ước pháp ba chương của mình cùng với quyết định ly hôn cuối cùng không có dây dưa mà hiện tại lại là đang diệt sát hỏa hồng nghĩ làm một ít chuyện mình đủ khả năng điều này cũng đại biểu cho đối phương cũng không phải là một người hết ăn lại nằm ít nhất đây là một phẩm hạnh tốt nhưng thật đáng tiếc điểm ấy đối với nàng mà nói là bé nhỏ không đáng kể càng miễn bàn chu ninh chỉ là một người bình thường Phàm là có chút thiên phú võ đạo. Cho dù chỉ là vũ sư cảnh, hai người đều còn có một tia khả năng. Nhưng bây giờ, hai người cuối cùng không phải là người của một thế giới. Lắc đầu, từ ngưng sương liền rời đi. Dù sao, dù sao hai người sau khi gia gia mình qua đời sẽ cùng ly. Mà Chu Ninh phải làm, chỉ cần không gây chuyện thị phi ở bên ngoài. Bôi nhỏ thanh danh từ gia là được. Đảo mắt, Chu Ninh một đường đi tới diễn võ trường của tự gia. Tự gia diễn võ trường, ước chừng hơn 300 mét vuông. Trên đó bày đầy các loại võ đạo tu hành khí giới cùng binh khí. Dùng cho tự gia còn chưa bước vào luyện thể hậu bối, thì vệ, hằng ngày tu hành luyện võ. Mà mục tiêu của Chu Ninh còn lại là diễn võ trường phía sau, cái kia đài cao 2 mét màu đen khí giới. Bề ngoài thoạt nhìn, cùng kiếp trước trong thương trường những kia quyền anh khí, không kém bao nhiêu đây là máy đo lực mặc dù là kiểu dáng cơ bản nhất nhưng cũng trị giá mấy vạn liên minh tệ gia đình không bình thường có thể dùng được thử xem ta hiện tại bình thường một quyền uy lực thở ra chu ninh nhìn về phía máy đo lực trước mặt ánh mắt giống như đang nhìn một con mãnh thú ngay sau đó nắm tay nắm chặt khí huyết sôi trào cuồn cuộn oanh một quyền đánh ra Máy móc rung động vài phần, phát ra âm thanh nặng nề. Trên màn hình hiển thị con số không ngừng nhảy vọt. 0500100030000. Rất nhanh, quyền lực trị số tăng vọt tới 3000 cân, nhưng vẫn chưa dừng lại. Ngược lại là tiếp tục kéo lên, tăng lên. Đinh. Cùng với một tiếng nhắc nhở. Cuối cùng, giá trị trên màn hình dừng lại ở 3400 cân. 3400 cân dựa theo trong sách giáo khoa nói. Luyện thể tam tinh tiêu chuẩn lực lượng, hẳn là 3.000 cân. Nhưng ta hiện tại, lại đạt tới 3.400 cân, còn vượt qua một chút. Vậy nếu như, ta vận dụng cự lực. Lại nên đạt tới lực lượng khủng bố cỡ nào đây? Giờ khắc này, ánh mắt hắn nhìn về phía máy đo lực. Càng chờ mong. Chương 4 Bội số tăng phúc, một quyền vạn cân bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chu Ninh nắm chặt tay, ánh mắt chuyên chú nhìn cổ máy trước mắt, hít sâu một hơi, khí huyết trong cơ thể bạo động, cự lực trong lòng thấp giọng một tiếng thình thịch, cùng với một tiếng nổ lớn, toàn bộ máy móc bùng nổ chấn động, con số phía trên rầm rầm điên cuồng tăng trưởng lên hai nghìn sáu trăm ba nghìn bảy trăm, thoáng qua trị số chính là vượt qua, Chu Ninh trước đó cực hạn. Nhưng mà con số này vẫn chưa dừng lại. Mà là tiếp tục, một đường chạy như điên. 4900 6700 6.700 8.200 một không. Với một cơn rung dữ dội. Trên máy móc trị số, rõ ràng là đạt tới ước chừng một vạn điểm. Tốc độ tăng dần chậm lại. Cuối cùng, nó dừng lại ở con số 10.738. Nhìn một màn như vậy, vẻ mặt Chu Ninh hưng phấn. Một quyền, vạn cân. Trình độ quyền lực này đã tính là bước vào cảnh giới vũ sư rồi. Hai mắt Chu Ninh hoàn toàn sáng lên. Nuốt một ngụm nước miếng, vẻ mặt có chút hưng phấn. Tăng phút gấp ba lần, quyền lực của ta đột phá vạn cân. Tuy rằng hiện tại từ số lượng khí huyết và vũ kỹ, Sức chiến đấu thực tế không đạt tới trình độ vũ sư cảnh phải suy giảm nhưng cũng có thể có một cái chớp mắt cường độ bùng nổ của vũ sư cảnh nghĩ vậy nội tâm chu ninh kích động cơ hồ đã không đè nén được trên thế giới này chính phần chính võ giả chỉ là luyện thể cảnh võ giả có thể bước vào vũ sư cảnh dĩ nhiên vạn dặm chọn một nếu như là tiến vào võ quán mưu chức kia hoàn toàn là có thể làm huấn luyện viên trình độ chỉ trong vài giờ ngắn ngủi từ một người bình thường trở thành võ giả toàn lực bộc phát có thể so với vũ sư cảnh loại tốc độ này đặt ở trước kia đó là nằm mơ cũng không dám tưởng tượng bất quá chút thực lực này còn chưa đủ còn phải nghĩ biện pháp ngay khi hắn nghĩ như thế tiếng đối thoại của mấy người vang lên ở cửa diễn võ trường đêm khuya rồi diễn võ trường cuối cùng cũng không còn ai ban ngày bị đội trưởng chiếm lấy muốn kiểm tra quyền lực cũng không có vị trí. Đoạn thời gian trước, lương ca ngươi mới đột phá đến 8.000 cân quyền lực, bước vào luyện thể bát tinh đi. Ha ha, gần đây có chút kỳ ngộ, quyền lực có chút đột phá nhỏ. Dựa theo tốc độ này, lương ca lập tức đột phá đến võ sư cảnh, được đề bạc làm đội trưởng đi. Ha ha, còn sớm còn sớm. Lấy tốc độ của lương ca đột phá đến vũ sư nhất tinh, đó chính là chuyện dễ như trở bàn tay đến lúc đó mong rằng lương ca có thể dẫn dắt tiểu đệ nhiều hơn tiếng đối thoại càng lúc càng gần chu ninh cũng nhìn thấy ba gã mặc quần áo thị vệ thanh niên một đường đi tới người cầm đầu thoạt nhìn khoảng chừng ba mươi tự cao tự đại khi nhìn thấy chu ninh ba người đều sửng sốt sau đó chào hỏi cô gia đối với ba người gật gật đầu chu ninh xoay người rời đi nhìn chu ninh đi xa thanh niên dẫn đầu được xưng là lương ca cười nhạo một tiếng gọi hắn một tiếng cô gia là nể mặt hắn một tên phế vật còn thở hổn hển sao nghe vậy hai người kia biến sắc bên trái vội vàng nói anh lương anh không muốn sống nữa vừa rồi nhị tiểu thư mới hạ lệnh ngươi nói như vậy nếu để cho hắn nghe được báo cho nhị tiểu thư thanh niên dẫn đầu khinh thường cười khoác tay nói hắn bất quá chỉ là một tên phế vật cách xa như vậy sao có thể nghe thấy thanh niên bên phải gật đầu anh lương nói đúng huống hồ cho dù anh ấy nghe thấy thì thế nào nhị tiểu thư chẳng lẽ có thể vì một tên phế vật mà chém lương ca sao thanh niên đầu lĩnh cười ha ha đi một chút đi chúng ta đến bên máy đo lực xem quyền lực của ta có bao nhiêu vừa nói ba người vừa đi tới chỗ sâu trong diễn võ trường nhìn máy đo lực trước mặt có dấu vết rõ ràng đã sử dụng qua mấy người đều sửng sốt đã trễ thế này còn có người tới sử dụng máy đo lực để ta xem tên vừa rồi dùng máy đo lực quyền lực đạt tới trình độ nào cũng có thể đối chiếu nói xong thanh niên dẫn đầu thao tác trên máy đo lực hai người bên cạnh vội vàng khen tặng ha ha lương ca ngài chính là luyện thể bác tin hiện tại chúng ta đội thị vệ ngoại trừ đội trưởng liền không ai có thể so lương ca ngài còn mạnh hơn thanh niên đầu lĩnh nghe vậy, trên mặt đã hiện ra nụ cười vui sướng thập phần hưởng thụ. Nhưng cũng vào lúc này. Trên máy đo lực, con số hiện lên. Nhất thời, biểu tình của ba người ngưng động tại chỗ. Sức mạnh. 10.738 cân, thời gian. 01-17, hơn. Hơn vạn. Đây không phải võ sư cảnh, mới có thể đánh ra quyền lực. Là ai? Ba phút trước kiểm tra, nhưng hiện tại nơi này một người cũng không có. Đầu óc mấy người nổ tung. Sau khi nuốt một ngụm nước miếng, thanh âm kinh hải vang lên. Khó, chẳng lẽ nói, đây là cô gia hắn, đánh ra số liệu. Dù sao, vừa rồi nơi này ngoại trừ Chu Ninh, không còn ai khác. Lương ca dẫn đầu, mồ hôi lạnh trên trán liên tiếp hiện lên. Cả người lúc này như rơi xuống hầm băng. Hồi tưởng chính mình vừa rồi, trào phúng Chu Ninh lời nói, hắn cảm giác mình phản phất bị bóp cổ. Nếu như, cái này số liệu thật là Chu Ninh đánh ra tới, đây chẳng phải là nói hắn là cái võ sư. Mà chính mình, một cái luyện thể cảnh võ giả đi trào phúng võ sư cảnh võ giả, đó không thể nghi ngờ là đang tìm chết. Nhưng rất nhanh liền phục hồi tinh thần, liên tục tự an ủi mình. Không có khả năng, điều này tuyệt đối không có khả năng. Lúc hắn ở rễ đã xác nhận qua, chỉ là người bình thường nếu như hắn là võ sư vậy tại sao lúc ở rễ không triển lãm tu vi huống chi nếu như hắn là võ sư vậy vừa rồi chúng ta lời nói hắn vì sao không tiến hành phản bác hai người nghe vậy cũng nhao nhao gật đầu tán thành thuyết pháp. nhưng đồng thời vẫn có chút tò mò nếu không phải chu ninh đánh ra số liệu vậy là ai trong lòng đè nặng một tảng đá lớn như vậy mấy người cũng không có tâm tư kiểm tra quyền lực tùy tiện kiểm tra rồi rời đi. Đặc biệt là thanh niên dẫn đầu. Sau khi về tới chỗ ở, qua loa thu thập chút đồ đạc, liền chạy trốn. Dù sao, nói không phải Chu Ninh đó chỉ là tự an ủi mình. Hắn không có biện pháp chứng minh đó là Chu Ninh, nhưng đồng dạng cũng không có biện pháp chứng minh không phải hắn. Chu Ninh cũng không biết. Số liệu mình lưu lại dọa chạy một võ giả luyện thể bát tinh. Lúc này, hắn là một đường trở lại trong phòng lúc này đã là trạng sáng. Muốn tăng cường thực lực, mình nhất định phải rời khỏi thành Kim Lăng, đi ra ngoài thành. Mà hiện tại cửa thành Kim Lăng đã đóng. Càng miễn bàn chính mình không hề chuẩn bị, căn bản không có khả năng hiện tại liền ra khỏi thành. Ngày hôm sau, sáng sớm. Rửa mặt xong, liền đi tới trước cửa từ ngưng sương. Không ít thị nữ thị vệ, đều chào hỏi hắn. Chẳng qua vẫn có vẻ đặc biệt tản mạn, tùy ý như cũ đợi vài phút chính là thấy được từ ngưng sương từ trong phòng đi ra đi thôi từ ngưng sương nhìn lướt qua chu ninh chính là dẫn đầu đi về phía đại sảnh trung ương trang viên sáng sớm người một nhà từ gia chỉ cần ở trong trang viên đều phải cùng nhau ăn sáng đây là quy củ từ lão gia tử định ra cũng là vì bảo trì lực ngưng tụ của gia tộc chu ninh bước nhanh đuổi theo sau khi tới gần đại sảnh liền thuận thế nắm tay từ ngưng sương Chương 5 Từ lão gia tử, mọi người đều kinh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Bàn tay từ ngưng xương vô cùng mềm mại, như không xương. Cũng không biết bảo dưỡng như thế nào. Tuy rằng quanh năm luyện võ, nhưng cũng không có vết chai cầm binh khí, ngược lại thập phần mềm mại. Ngươi Từ ngưng xương thấy thế, nhất thời nổi giận không thôi. Trên mặt thẹn thùng phím hồng. Lập tức liền dự định bộc phát khí huyết đem chu ninh tay chấn khai nhưng vào lúc này thanh âm chu ninh vang lên đợi lát nữa tiến vào đại sảnh muốn gặp mặt gia gia hôm qua ước pháp của con có ba chương phải biểu hiện ân ái trước mặt ông nội ta và ngươi dắt tay nhau vào đại sảnh lão nhân gia nhìn thấy tuyệt đối sẽ vui vẻ nhưng nếu như ngươi không muốn vậy ta buông ra là được nói xong chu ninh liền định buông tay ra nhưng Từ Ngưng Sương vội vàng nắm chặt tay. Được. Đã như vậy thì nói được. Lúc gặp mặt ông nội em, anh và em nắm tay nhau. Ngoài ra, ngươi không thể chủ động chạm vào ta. Cắn răng, trong lòng Từ Ngưng Sương cố nhiên không muốn, nhưng cũng không thể làm gì. Dù sao ông nội cũng hy vọng nhìn thấy người một nhà hòa thuận, ân ái có thừa. Nếu như mình cùng Chu Ninh biểu hiện xa lạ, làm sao có thể làm cho ông nội vui vẻ. Những năm qua, Gia Gia thân thể không tốt lắm, khí huyết cũng là đang không ngừng trượt xuống. Mình cần gì phải để cho hắn tiếp tục lo lắng. Hai người nắm tay đi vào đại sảnh. Từ gia lão gia tử từ thiên trần, ngồi ngay ngắn. Tất nhiên đã qua tuổi 70, đầu đầy tóc xám trắng. Nhưng trên người vẫn tản ra khí huyết dao động mạnh mẽ, ánh mắt sáng ngời hữu thần nhìn thấy chu ninh cùng từ ngưng sương hai người dắt tay mà đến trên khuôn mặt căng thẳng cuối cùng lộ ra nụ cười bản thân hôn sự của hai người chính là mình mạnh mẽ tác hợp cho nên hắn sợ nhất chính là quan hệ hai người không hòa thuận nhưng hiện tại nhìn hai người thân mật như thế cũng làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm trong lòng cũng là thì thào chu đại ca linh hồn trên trời của huynh cũng có thể an ủi rồi năm đó nếu không phải ngươi cứu ta chỉ sợ ta đã sớm chết ở trong tay vạn tộc. Lúc này, Chu Ninh và Từ Ngưng Sương hai người cũng nhau nhau hành lễ chào hỏi mọi người đang ngồi. Nhạc phụ nhạc mẫu hai người đen mặt, không để ý tới. Từ gia đại tiểu thư, Từ Ngưng Tuyết cũng không ngẩng đầu lên, làm như không thấy. Chỉ có Từ Ninh Thế ở trong góc lật xem sách, gật đầu với mình, xem như đáp lễ. Được rồi, mọi người đến đông đủ rồi, đã như vậy thì chuẩn bị ăn cơm đi chờ chu ninh cùng từ ngưng sương hai người ngồi xuống từ thiên trần cười ha hả nói từng món ăn lúc này cũng được sắp xếp cẩn thận bưng lên bàn ăn từ thiên trần ngồi ở đó nhìn về phía chu ninh mở miệng với hắn tiểu ninh ngươi hiện tại đã vào cửa từ gia ta vậy sau này một phần sản nghiệp của từ gia cũng phải giao cho ngươi xử lý ngươi có cảm thấy hứng thú gì không khoảnh khắc những lời này rơi xuống đại tỷ từ ngưng tuyết ngồi đối diện nhất thời sốt ruột vội vàng nói ông nội chu ninh hắn bất quá một người ngoài làm sao có tư cách xử lý chúng ta từ gia sản nghiệp những lời này vừa dứt từ thiên trần sắc mặt suy sụp xuống từ ninh thế ở một bên mí mắt giật giật nhạc phụ nhạc mẫu hai người vội vàng nhìn về phía từ ngưng tuyết quát lớn ngưng tuyết ngươi đang nói bậy bạ gì vậy lúc này từ ngưng tuyết phục hồi tinh thần biết mình lỡ lời. Người ngoài." Từ Thiên Trần lạnh lùng vang lên. "Chu Ninh ở rễ từ gia ta, là cô gia từ gia ta, chính là một phần tử của từ gia ta, sao có thể xem như người ngoài?" Từ Ngưng Tuyết nghe vậy, vẫn không vui nói. "Nhưng cho dù Chu Ninh là người của từ gia ta, vậy hắn dựa vào cái gì đi xử lý sản nghiệp từ gia ta? Không nói đến, hắn có thể xử lý được hay không?" hắn một người bình thường chúng ta từ gia những kia sản nghiệp hắn xử lý cái nào hạ nhân có thể phục chúng một câu nói từ lão gia tử mặc dù sắc mặt khó coi nhưng cũng tỉnh táo lại đích xác chu ninh một người bình thường bọn họ từ gia sản nghiệp thật đúng là không có biện pháp phục chúng sản nghiệp của từ gia ở thành kim lăng đều có liên quan đến võ giả có thể quản lý chức vụ quan trọng người nào không phải là võ sư khởi bước cùng lúc đó chu ninh mở miệng nói ông nội cháu cảm thấy đại tỷ nói không sai một câu nói hạ xuống mọi người từ gia có chút kinh ngạc nhìn về phía chu ninh chu ninh tiếp tục nói ta là người bình thường không có tu vi quản lý sản nghiệp từ gia tất nhiên không thể phục chúng cho nên ta định luyện võ đạo trước chờ ta tu luyện thành công lại tiếp nhận quản lý sản nghiệp từ gia ông cảm thấy thế nào một câu nói ra khỏi miệng mọi người từ gia lại càng kinh ngạc. Từ ngưng tuyết đánh giá Chu Ninh từ trên xuống dưới, ngữ khí chăm chọc. Tu luyện võ đạo. Là ngươi. Ha ha ha. Chờ ngươi tu luyện thành công, sợ rằng không phải đã bảy tám mươi tuổi rồi. Từ ngưng sương cũng lắc đầu nói. Chu Ninh, tu hành võ đạo chú ý thiên phú. Ngươi không có thiên phú đó, ta xem vẫn là đừng phí công phu. Như vậy đi, ngươi mặc dù không có thực lực, nhưng không thể nói quản lý đích xác có thiên phú từ gia chúng ta không phải còn có một số cửa hàng để đó không dùng trong thành kim lăng sao ta thấy có thể giao cho ngươi xử lý đối mặt đều là người bình thường nói vậy cũng sẽ không xuất hiện cục diện không phục chúng từ thiên trần cũng thở dài một tiếng nói tiểu ninh ngươi ở phương diện võ đạo đích xác không có thiên phú gì cho đến hôm nay vẫn không có bước vào luyện thể cảnh luyện võ mà nói ngươi vẫn là Buồn tha đi. Trải qua mấy trăm năm này võ đạo phát triển, thế nhân cũng là đạt thành một cái nhận thức chung. Tu hành một đạo, sáu tuổi vỡ lòng là tốt nhất. Sáu đến mười hai tuổi làm nền tảng. Mười hai tới mười tám tuổi là thời kỳ phát triển tu vi cao tốc. Sau đó, chính là tiến vào giai đoạn vẫn bước tăng lên. Mà nếu sau mười tám tuổi vẫn không thể vào cửa. Cả đời này cũng không có khả năng tu hành võ đạo. Chu Ninh hiện tại. Còn lại là vừa vặn vượt qua ngưỡng cửa 18 tuổi này. Hơn nữa trước khi ở rễ. Từ Thiên Trần cũng đã kiểm tra qua thiên phú võ đạo của Chu Ninh. Gần như không có. Tu luyện võ đạo, khó mà lên trời. Nếu không hắn căn bản sẽ không keo kiệt. Cho Chu Ninh tài nguyên tu hành, trợ giúp tu hành. Nhưng nếu không có thiên phú tu hành, không bằng để hắn đi xử lý cửa hàng từ gia chỉ cần không phải tạo thành tổn thất quá lớn từ gia đều có thể thừa nhận nếu chu ninh thật sự có thiên phú kinh doanh đối với từ gia mà nói không khác gì dệt hoa trên gấm cũng vì tương lai của chu ninh ở từ gia hoàn toàn đứng vững gót chân dù sao chính từ lão gia tử cũng thập phần rõ ràng thời gian của mình không nhiều lắm sau khi mình qua đời vị trí của chu ninh sẽ thập phần nguy hiểm từ thiên trần nghĩ rất sâu ngay tại thời điểm hắn suy tư chu ninh mỉm cười ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói kỳ thật có một chuyện con cũng muốn thừa dịp sáng nay nói cho ông nội biết vào tối hôm qua tôi đã được hưởng không khí vui mừng tân hôn ở phương diện tu hành võ đạo có chút đột phá may mắn đột phá tới luyện thể cảnh ta hiện tại đã có thực lực luyện thể cảnh nói xong chu ninh chính là phóng thích đi ra chính mình khí huyết dao động trong lúc nhất thời, mọi người đều kinh hãi. Chương 6 Khảo nghiệm chu thà, không có phần thắng chút nào. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 7 Lực đạo không tệ, một quyền bại địch. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 8 Chém vết từ quân, lần nữa ban thưởng bạn đang nghe tại truyện chấm audio vâng chu ninh vừa ôm quyền chợt quay đầu thần sắc lạnh như băng nhìn ánh mắt lạnh như băng của chu ninh trên mặt từ quân hiện lên vài phần nịnh nọt cô gia vừa rồi là tiểu nhân quá luống cuốn không cẩn thận đụng phải cô gia kính xin cô gia nể tình tiểu nhân vì từ gia làm không ít cống hiến tha cho tiểu nhân lần này đi chu ninh nghe vậy ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước. Kiếp trước có thể trở thành cử phách thương nghiệp một phương, bản thân chú ý chính là ân uy tịnh thi. Cộng thêm lần này, từ lão gia tử đem cơ hội trừng trị từ quân giao cho mình. Làm sao không phải là có, muốn mượn cơ hội này, để cho mình lập uy suy tính ở trong đó. Đã như thế. Vậy, tình huống của từ quân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tha cho ngươi. Ánh mắt chu ninh lạnh lẽo. Ngươi thân là thị vệ từ gia, ngang nhiên ra tay với chủ gia. Theo gia pháp, tội này đáng chém. Nói xong, Chu Ninh vươn tay, từ một bên rút ra một thanh bảo kiếm. Kiếm nhận xuất khiếu. Kiếm quang lạnh như băng, lấp lánh. Nhìn lưỡi kiếm trong tay Chu Ninh, sắc mặt từ quân tái nhật không thôi. Chu Ninh. Ngươi không thể giết ta. Ngươi là rễ rễ, dựa vào cái gì giết ta. Từ quân la hét, sau đó nhìn về phía Từ Ngưng Tuyết là lớn đại tiểu thư đại tiểu thư ngài cứu ta a à? ta là người của ngài đại tiểu thư hơn nữa ta vì ngài mà chảy máu a à? đại tiểu thư nghe một trận trống giận này trong lòng Từ Ngưng Tuyết có chút phiền não đối với Chu Ninh quyết định chém giết Từ Quân cũng càng thêm bất mãn lúc này chính là chắn ở trước mặt Chu Ninh Chu Ninh ngươi không thể giết hắn đối với việc này hai mắt chu ninh hơi nheo lại người này vừa rồi toàn lực công kích ta muốn giết chết ta không thể giết hắn dựa vào cái gì từ ngưng tuyết không nói đạo lý chỉ bằng hắn là người của ta ngươi không thể giết hắn hơn nữa không phải ngươi chưa chết sao ngươi muốn giết hắn ta không đồng ý lời vừa nói ra từ thiên trần cũng nhíu mày một trận từ ngưng sương lạnh lùng mở miệng chị chị đây là ý gì cái gì gọi là chu ninh không chết nếu chu ninh chết thì đã muộn từ ngưng tuyết lơ đỉnh biểu môi mà thanh âm của chu ninh lại vang lên đại tỷ ngươi hẳn là biết bởi vì cái gọi là quốc hữu quốc pháp gia hữu gia quy dựa theo từ gia quy ta nô bộc muốn giết chủ gia tử tội chém không quy củ không thành phương viên mà có quy củ không tuân theo, vậy càng thêm khó có thể phục chúng. Hôm nay Từ Quân muốn giết chủ gia nếu như bất chính gia quy. Sau này còn làm sao để thị vệ, thì nữ còn lại phục tùng quy củ. Từ Quân hôm nay phải chết, lấy chính gia quy. Thanh âm Chu Ninh rất có khí phách. Từ Ngưng Tuyết sau khi nghe xong, cắn răng, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, từ lão gia tử thanh âm vang lên. Được rồi, Ngưng Tuyết, chuyện này Tiểu Ninh xử lý rất đúng. Hơn nữa vừa rồi, ta cũng đã đem xử lý chuyện này quyền lợi, giao cho Tiểu Ninh. Từ ngưng tuyết bối rối. Ông nội. Từ thiên trần trực tiếp đánh nhịp nói. Được rồi, chuyện này, cứ quyết định như vậy đi. Tiểu Ninh, ngươi đối với chuyện này xử lý không tệ. Nói xong, ánh mắt từ thiên trần nhìn Chu Ninh, càng tán dương, thưởng thức. Trong lòng cũng là càng thêm cảm khái. Lão bằng hữu, không nghĩ tới cháu trai ngươi lại có thiên phú như thế. Chỉ tiếc tại võ đạo phương diện, thiên phú bình thường, đời này nhất định thành tựu có hạng A. Nếu không, tương lai tất nhiên có thể trở thành cự phách một phương. Chu Ninh cười nhạt, không kiêu ngạo không xỉm nịnh. Đa tạ gia gia khích lệ. Nói xong câu đó, hắn nhìn về phía từ quân, sắc mặt lạnh như băng trong chớp mắt. Trảm. Bảo kiếm trong tay vung lên phốc suy. Một cái đầu thật lớn bay lên, máu tươi phun ra. Từ quân, chết. Nhìn cổ tử thi này, chu ninh tim đập chật da tóc, một cổ buồn nôn cảm giác hiện lên, nhưng mạnh mẽ đem đè xuống. Vô luận là kiếp trước kiếp này, đây đều là lần đầu tiên hắn giết người. Loại cảm giác này, cùng ở trong phim truyền hình nhìn thấy người chết, cùng với trong hồi ức nhìn thấy người chết, là hoàn toàn bất đồng. Về phần từ ngưng tuyết, nhìn từ quân đã chết, nhìn đáy mắt Chu Ninh, hiện lên vài phần âm u cùng ghi hận. Cùng lúc đó, ở trong đầu Chu Ninh, hệ thống nhắc nhở âm hưởng nổi lên. Đinh. Ký chủ chém vết từ thiên, đạt được khen thưởng. Huyền giai hạ phẩm võ kỹ bác hoang trưởng nghe tiếng nhắc nhở, vẻ mặt Chu Ninh dừng lại, có chút kinh ngạc. Vũ kỹ huyền giai hạ phẩm. Không ngờ lại nổ ra thứ này. Vũ kỹ bình thường, kỳ thật đều có phân chia giai cấp, giai cấp chia làm Hoàng, Huyền, Địa, Thiên Trong đó, mỗi phẩm cấp lại bị chia làm Thượng Trung Hạ Tam Phẩm Mà trước đó, Chu Ninh đạt được cự lực còn lại là thuộc về đặc thù võ kỹ Không cách nào dựa theo lẽ thường dùng giai cấp phân chia Đang nghĩ như thế Một cổ tin tức bàn bạc tràn vào đại não Nương theo mà đến còn là đại lượng trí nhớ cơ bắp. Đây là ký ức tu luyện của bác hoang trưởng. Chu Ninh lúc này đã thuộc lầu lậu bác hoang trưởng. Giống như, mình đã tu luyện bác hoang trưởng, hơn mười 10 trên trăm năm. Thì ra là thế. Bác hoang trưởng này là một môn võ kỹ cương nhu kết hợp. Có môn vũ kỹ này gia trì, hơn nửa cự lực của ta bộc phát. Ta đỉnh phong chiến lực, có thể lại lên một tầng lầu. Thở ra đi. Chu Ninh trong lòng ý nghĩ kết thúc. Sau đó nhìn về phía từ lão gia tử nói. Gia gia, không biết con đã thông qua khảo nghiệm hay chưa, có thể ra khỏi thành rèn luyện một phen. Theo Chu Ninh lên tiếng hỏi. Mọi người lúc này mới nhìn về phía hắn. Từ Thiên Trần khoát tay nói, ngươi thông qua khảo nghiệm, ta đương nhiên tuân thủ ước định, cho phép ngươi ra khỏi thành. Nhưng là nếu như ta không nhìn lầm, vừa rồi ngươi có thể đánh bại Từ Quân, là dựa vào một môn bạo phát tính vũ kỷ a. Trong nháy mắt nói xong, sóng lưng Chu Ninh phát lạnh mà từ ngưng tuyết ở nơi đó, nhạc phụ nhạc mẫu, trước mắt ba người tỏa sáng. Vũ kỹ bạo phát. Điều này đối với tất cả mọi người mà nói, đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mà hiện tại, chu Ninh vậy mà nắm giữ một môn. Điều này làm sao có thể không làm cho bọn họ động tâm. Thấy thế, từ thiên trần lạnh nhạt nói. Ngươi không cần khẩn trương, chỉ là một môn vũ kỹ bạo phát, ta sẽ không mơ ước. Về phần những người khác của từ gia Nếu có người mơ ước vũ kỷ bạo phát của ngươi Ta sẽ tự mình ra tay nghiêm trị không tha Một câu nói rơi xuống Đám người từ ngưng tuyết trục cổ Nhưng trong lòng vẫn có chút khát vọng Chu Ninh nghe vậy Mắt thấy không giấu được Chỉ có thể cười khổ nói Môn vũ kỷ này Là gia gia ta khi còn sống ngoài ý muốn đạt được Sau đó giao cho ta Từ thiên trần gật đầu nói Ừ, một khi đã như vậy vậy ngươi cũng biết. Ngươi bộc phát đổi lấy thực lực, cũng không lâu dài. Hơn nữa tác dụng phụ sau khi bộc phát chấm dứt, ngươi cũng nên rõ ràng. Mà ngươi vừa mới có thể thắng từ quân, cũng là dựa vào hắn không biết ngươi nắm giữ bạo phát tính vũ kỹ. Nếu như hắn sớm có phòng bị, liều chiến đấu kinh nghiệm cùng máy bay chiến đấu xảo, ngươi có thể hay không thắng hắn còn khó mà nói. Còn nữa, ngoài thành chỉ dựa vào một cái bạo phát tính vũ kỹ, đó là quả quyết không được. Một khi ngươi bộc phát kết thúc lâm vào tác dụng phụ bên trong, lúc này gặp phải địch nhân phải làm sao bây giờ? Nếu như ngươi chết ở ngoài thành, chẳng những cháu gái ta thủ tiết, ta cũng không cách nào hướng gia gia ngươi ăn nói. Chương 9 Luyện thể tứ tinh, liệt sát giả công hội Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chu Ninh nghe vậy, trong lòng trầm xuống vài phần Đối với những lời này của từ lão gia tử, hắn tự nhiên là không cách nào phản bác nhưng cũng không thể nói, mình nhất định phải giết địch mới có thể tăng lên tu vi chứ. Ngay khi trong lòng hắn trầm xuống, từ thiên trần tiếp tục nói. Như vậy đi, nếu như ngươi thật sự nghĩ ra thành, có thể. Nhưng ngươi phải theo một chi, tiểu đội thợ săn. Chỉ có như vậy, ta mới có thể yên tâm, ngươi ra khỏi thành rèn luyện. Trong lời nói, không có chút đường thương lượng nào. Mà Chu Ninh lại sửng sốt. Tuy rằng đây là ý tốt của từ lão gia tử, nhưng vẫn làm cho hắn có chút không vui. Bất quá, ăn nhờ ở đậu, hơn nữa từ lão gia tử chiếu cố hắn khắp nơi. Vì vậy cũng chỉ có thể đáp ứng. Rốt cuộc, mục đích của hắn chỉ có một. Đó chính là ra khỏi thành, lịch lãm săn giết yêu thú, vạn tộc. Về phần có phải hay không đi theo thợ săn người tiểu đội, cái kia hoàn toàn không trọng yếu. Chờ ra khỏi thành, nghĩ biện pháp thoát ly là tốt rồi làm xong tất cả, mọi người rời khỏi diễn võ trường. Từ gia lão gia tử còn có việc trong người, liền rời khỏi Từ gia. Về phần Từ Ngưng Tuyết, nhạc phụ nhạc mẫu, đối với Chu Ninh sắc mặt vẫn không tốt. Đặc biệt là địch ý của Từ Ngưng Tuyết đối với Chu Ninh càng sâu. Từ Ngưng Sương nhìn Chu Ninh thật sâu. Sau khi đến gần lắc đầu nói: Dựa vào vũ kỹ bạo phát, đổi lấy thực lực. Đây là sức mạnh ngươi ra khỏi thành. Điểm ấy thực lực cũng dám ra khỏi thành còn dám phóng ra loại hào ngôn này. Ta cũng không hy vọng nhặt xác cho ngươi, già già khổ sở. Trong này có một quả đoán cốt đang thượng phẩm. Chính ngươi, tự giải quyết cho tốt. Lật bàn tay. Một cái bình sứ màu trắng ném ra. Tiếp được đoán cốt đang trong tay. Chu Ninh không giải thích, rơi vào trầm mặt. Dù sao, hắn biết mình giải thích cũng không ai tin tưởng. Huống chi, Hệ thống là bí mật lớn nhất của mình, nhất định phải thối rửa trong bụng. Cho nên, thay vì đi giải thích, không bằng chờ thực lực của mình đi lên, dùng thực lực để chứng minh hết thảy. Một đường trở về chỗ ở của mình. Tài nguyên tu luyện đoán thể cảnh mà từ gia cung cấp đã được đưa đến. Ba viên thượng phẩm khí huyết đan. Khí huyết đan này là đan dược phàm giai. Hiệu quả kém xa từ ngưng xương vừa rồi, cho mình huyền giai đan dược đoán cốt đan nhưng cũng là có chút ít còn hơn không. Trước thử xem, dùng đang dược tự tu luyện hiệu quả như thế nào. Sau khi suy nghĩ rơi xuống, Chu Ninh đem khí huyết đang ném vào trong miệng. Oanh! Trong nháy mắt, khí huyết lực cùng bạo xuất hiện, chui vào tứ chi bách hài. Một chút, bị chuyển hóa trở thành tinh thuần khí huyết, quy nạp vào đan điền. Nhìn thoáng qua bản điều khiển hệ thống, Chu Ninh lâm vào trầm mặt. Nguyên nhân không có hắn tại thời điểm này, trên bảng điều khiển hệ thống. Tu Vi Luyện thể tam tinh, 35, 300, một viên khí huyết đan, cho ta mang đến tăng lên, lại chỉ có như vậy điểm. Vẹn vẹn chỉ tăng lên 35 điểm khí huyết cường độ, phàm phẩm huyết mạch, liền như vậy rác rưởi sao? Trong lòng thở dài một tiếng. Thường phẩm khí huyết đan, cái này bản thân tại luyện thể cảnh là một cái ngành ngoại tệ. Một quả có thể chống đỡ được võ giả luyện thể bình thường, nửa tháng khổ tu. Quên đi, có chút tăng lên, dù sao cũng tốt hơn không nhiều. Suy nghĩ kết thúc, Chu Ninh tiếp tục nuốt đan dược. Quả thứ hai, quả thứ ba. Theo ba viên khí huyết đang xuống bụng, Chu Ninh hệ thống mặt bản bên trên, thành tiến độ rốt cục đột phá 100 điểm. Không dễ dàng a, à, thật sự là không dễ dàng. Nếu đổi lại là cái khác, võ giả luyện thể tam tinh nuốt vào ba viên khí huyết đan. Chỉ sợ đã sớm đột phá đến luyện thể tứ tinh rồi. Cười chua xót, Chu Ninh có chút bất đắc dĩ. Nhìn quả đoán cốt đan thượng phẩm cuối cùng này, không chút do dự. Trực tiếp ném vào trong miệng, một ngụm nuốt vào. Oanh! Khí huyết chi lực bàn bạc chợt bộc phát. Chu Ninh vội vàng nín thở ngưng thần, dẫn dắt khí huyết chi lực bàn bạc. Một chút chuyển hóa, nhét vào đan điền của mình. Thời gian trôi qua. Nguyệt thố tây thăng. Chu Ninh mở mắt, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí. Đáy mắt hiện lên một tia tinh quang. Cái này thượng phẩm đoán cốt đan, hiệu quả so với thượng phẩm khí huyết đan, đâu chỉ mạnh hơn gấp trăm lần. Một quả xuống bụng, ta rốt cục là đột phá đến luyện thể tứ tinh. Cảm thụ được lực lượng mênh mông trong cơ thể, Chu Ninh có chút kích động. Hắn lúc này, trên lý thuyết một quyền đánh ra cực hạn đủ để đạt tới một vạn hai ngàn cân lực lượng. Nghĩ như thế. Trên mặt Chu Ninh, hiện lên vài phần tươi cười. Sau đó, nhìn lướt qua bản điều khiển hệ thống của mình. Ký chủ. Chu Ninh, Tu Vi. Luyện thể tứ tinh, không, bốn trăm, huyết mạch. phàm kỹ năng. Cự lực, bác hoang trưởng, công pháp. Ngũ tâm triều thiên công, luyện thể tứ tinh, lại có cự lực cùng bác hoang trưởng gia trì thu hoạch của ta ở ngoài thành chỉ sợ sẽ lớn hơn nữa ngày mai liền đi công hội thợ săn ánh mắt sáng quắc trong lòng chu ninh càng lúc càng kích động một đêm trôi qua đợi đến ngày hôm sau buổi sáng chu ninh tại ăn xong điểm tâm sau báo cho lão gia tử một tiếng sau dưới sự dẫn dắt của thị nữ từ gia đi tới công hội thợ săn công hội thợ săn đây là một nhóm người không giống với binh lính tiền tuyến họ thường là sinh viên mới tốt nghiệp hoặc là do võ giả không muốn đi tiền tuyến tạo thành mà mục đích là ra khỏi thành săn dết yêu thú hoặc là vạn tộc đến đổi lấy phong phú thù lao thì nữ tại đem chu ninh đưa đến người thợ săn công hội liền trực tiếp rời đi chu ninh cũng mừng rỡ thanh nhàn không để ý nhìn kiến trúc khổng lồ trước mặt chu ninh hít sâu một hơi sau đó bước vào trong đó nhìn chu ninh đi vào là một khuôn mặt lạ lại không có quẹt thẻ nhân viên công tác bên cạnh tiến lên hỏi xin chào tiên sinh tôi là nhân viên tiếu tiêu không biết có thể giúp gì cho ngài chu ninh trực tiếp nói rõ ý đồ đến đây ta dự định đăng ký trở thành thợ săn đây là dự định của chu ninh mình bây giờ là rễ rễ của từ gia đại đa số người từ gia là coi thường chính mình bản thân không có nguồn kinh tế mà tu hành võ đạo là một việc phi thường đốt tiền. Như vậy, vậy không bằng đơn giản, đăng ký thành thợ săn giả. Dựa vào săn giết yêu thú cùng vạn tộc, đến thu hoạch tiền tài. Đồng dạng còn có thể ra khỏi thành săn giết, tăng lên tu vi. Tiếu tiêu thần sắc dừng lại, sau đó lộ ra nụ cười. Vậy được tiên sinh, không biết ngày năm nay bao nhiêu tuổi? Chu Ninh bình tĩnh trả lời. 18 tuổi. Nghe vậy, tiếu tiêu gật gật đầu được, vậy mời tiên sinh bên này. 18 tuổi đến đăng ký làm thợ săn. Tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không phải chưa từng có. Tiếu tiêu lấy ra bản điền, nhìn danh hiệu của thợ săn trên bản. Chu Ninh trầm ngâm một chút, chính là viết xuống hai chữ Diêm Vương. Cái tên này là hắn kiếp trước chơi rất nhiều trò chơi, thường xuyên sẽ dùng ID. Hiện tại dùng danh hiệu thợ săn giả, coi như là một niệm tưởng. Nhìn đơn xin của Chu Ninh. Tiêu tiêu gật đầu nói. Tốt lắm Diêm Vương tiên sinh, tiếp theo còn cần ngài cùng ta đi đánh giá cấp sao thợ săn của ngài. Tinh cấp của thợ săn có quan hệ mật thiết với thực lực của bản thân thợ săn. Mà tinh cấp càng cao người thợ săn, có thể hưởng thụ đến người thợ săn công hội đặc quyền, cũng lại càng cao. Chương 10 Công hội khảo hạch, chấn kinh tứ tọa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chu Ninh có chút tò mò nói. Chị Tiếu, cấp sao có gì khác nhau sao? Tiêu Tiêu giải thích, người thợ săn tổng cộng chia làm cửu tinh, tinh cấp càng cao hưởng thụ được đãi ngộ càng tốt. Người săn giết một sao, yêu thú và vạn tộc săn giết được, trực tiếp bán cho công hội, chỉ có thể lấy được 6 thành giá trên thị trường. Về phần mượn nền tảng công hội để bán, công hội cần rút ra 30% giá thành giao làm tiền hoa hồng. Nhận nhiệm vụ, chỉ có thể nhận nhiệm vụ một sao? hơn nữa mua sắm trong cửa hàng công hội, không có bất kỳ ưu đãi nào. Mà nhị tinh liệp sát giả, trực tiếp bán ra có thể lấy được 6,5% giá cả, rút tiền hoa hồng chỉ có 25%. Cửa hàng mua sắm, có thể hưởng thụ ưu đãi 90%. Về phần cao hơn, người có thể đến công hội xem xét chi tiết. Chu Ninh khẽ gật đầu. Trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Phương thế giới này, quả nhiên vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện thực lực càng mạnh có thể đạt được chỗ tốt lại càng nhiều sau đó tiếu tiêu dẫn chu ninh đi tới đại sảnh lầu một tiến hành kiểm tra lúc này trong đại sảnh lầu một hội tụ không ít tiểu đội thợ săn khi nhìn thấy chu ninh đi vào không ít người nhao nhao ghé mắt đây là ai người mới sao là tiếu tiêu dẫn vào xem ra là người mới bất quá lần này người mới bộ dạng thật đẹp trai a chính là có chút nhỏ a hoặc nhìn mới 18 tuổi à. 18 tuổi thì thế nào? Tuổi này, nhan sắc này, tôi có thể. Chị May à, chị đã 30 rồi. Chị thật sự muốn đi, lão âm thầm bắt gà con sao. Cũng không biết thực lực thế nào, nếu thực lực không tệ, ta cảm thấy có thể thu nạp vào trong tiểu đội của ta. Đoàn người nhao nhao nghị luận. Tiếu tiêu mang theo Chu Ninh, một đường đi tới trước mặt một máy đo lực chỉ chỉ máy đo lực rất có tố chất nghề nghiệp nói. Diêm vương, đây là máy đo lực. Chúng ta phân chia tinh cấp thợ săn, dựa vào chiến lực để đánh giá cấp bậc. Mà phản ứng chiến lực trực quan nhất chính là lực lượng, kế tiếp, ngươi có 10 lần cơ hội. Ngươi đánh ở phía trên, ta sẽ loại bỏ giá trị cao nhất cùng giá trị thấp nhất, bình quân đánh giá tinh cấp của ngươi. Được. Chu Ninh gật đầu nói. Chợt, hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái của mình. Sau khi Tiếu Tiêu lui sang một bên, một gã thanh niên đi tới, nhìn lướt qua Chu Ninh. Chị Tiếu Tiêu, chị nói xem người này có thực lực cấp bậc gì. Giọng Tiếu Tiêu bình thản nói. Vừa tròn 18 tuổi, hẳn là vừa tốt nghiệp không lâu, hơn nữa xem ra khí huyết trên người dao động không mãnh liệt. Ta đoán chừng, tối đa cũng chính là hai ba ngàn cân dáng vẻ, sẽ không quá cao. Những người xung quanh nhau nhau gật đầu, đối với cách nói của Tiếu Tiêu, có chút tán thành mà ngay khi bọn họ nghị luận, đáy mắt Chu Ninh hiện lên một tia tinh quang. Nắm chặt thành quyền, toàn thân lực lượng hội tụ tại một điểm. Cự lực bộc phát. Tăng phúc gấp ba. Ngay sau đó, đột nhiên một quyền đánh ra. Oanh. Lực lượng cực lớn khiến cả đài đo lực đều phát ra một trận rung động. Liên tiếp các con số trên bảng số liệu của máy đo lực, một đường bảo tác 2000400800000. Bất quá ngắn ngủn một cái chớp mắt, chính là đột phá đến 14.032 cân. Trong chốc lát, cả đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. rơi chầm có thể ngửi thấy. Mọi người há to miệng, vẻ mặt kinh ngạc. Một cú đấm. Vạn cân. Một. Hơn một vạn bốn ngàn cân. Điều này, làm sao có thể? Vào giờ khắc này, Tiếu Tiêu trợn tròn mắt. Mọi người còn lại cũng đều trợn tròn mắt. Mà Chu Ninh thì nheo hai mắt lại. Ngay sau đó, liên tục quanh quyền. 14082 14001 14173 Liên tiếp đánh ra 10 giá trị. Đều là vững vàng ở một vạn bốn ngàn cân trở lên. Nhìn một màn như vậy, mọi người nhao nhao nuốt nước miếng đối với quyền lực của chu ninh là vạn phần không thể tưởng tượng nổi mười quyền chấm dứt khí huyết dao động trên người chu ninh dần dần suy sụp trên người hơi nóng bốc lên hắn nhìn về phía tiếu tiêu chị tiêu em có tính là thông qua không tiếu tiêu dạy ra ở đó lấy lại tinh thần a à, a à, võ sư tiên sinh tôn kính ngài gọi tôi là tiểu tiếu là được rồi về phần kiểm tra quyền lực ngài nhất định là thông qua sau khi loại bỏ điểm cao nhất và điểm thấp nhất, giá trị trung bình của bạn là 14.067. Dựa theo chúng ta thợ săn giả công hội, đánh giá tin cấp kết quả đến xem, ngài có thể được trao tặng hai tin thợ săn giả huy chương. Ngài đi theo tôi, tôi sẽ đi đăng ký cho ngài, tin tức cụ thể của ngài, còn cho ngài huy chương. Tiêu tiêu vội vàng tiến lên, cung kính. Ừ, vậy làm phiền cậu rồi, tiểu tiếu. Chu Ninh bình tĩnh gật đầu không phiền toái, không phiền toái, đây là việc ta nên làm. Tiếu tiêu cười, vẻ mặt nịnh nọt. 18 tuổi Vũ Sư Cảnh Đây là thiên kiêu bực nào? Đợi một thời gian, thiên kiêu như vậy, tương lai không thể hạn lượng. Mình nhất định phải hảo hảo kết giao. Nhìn bóng lưng Chu Ninh và Tiếu Tiêu rời đi. Trong đám người, nhất lên sóng to gió lớn. Đậu má vừa rồi tôi không nhìn lầm chứ, thật hay giả? vừa rồi tiểu ca ca kia lại là vũ sư nhất tinh, một vạn bốn ngàn cân quyền lực, có phải quá kinh khủng hay không? đây đến tột cùng là vị thiên kiêu nào a, à, kim lăng thành chúng ta như thế nào chưa từng nghe qua? vừa rồi tiểu tiêu có phải hay không gọi hắn là diêm vương? cái tên này các ngươi có ai nghe qua chưa? mấu chốt nhất chính là hắn còn thật đẹp trai a ô ô ô hoa si nữ đám người lần nữa không bình tĩnh sôi trào về phần chu ninh và tiếu tiêu hai người cùng lên lầu hai người ở tầng hai ít hơn tầng một rất nhiều nơi này là nhị tin người thợ săn mới có tư cách có thể bước vào vị trí mà khi nhìn thấy chu ninh đi theo tiêu tiêu không ít người đều sửng sốt sau đó một người nhìn về phía tiếu tiêu dò hỏi Tiếu Tiêu, đây là ai? Tiêu Tiêu cung kính hồi đáp. Lưu Võ Sư, vị này là đại nhân thợ săn nhị tinh mới tấn công, vừa rồi thông qua khảo hạch nhị tinh. Khoảnh khắc nói xong, mấy người ở đây đều sửng sốt. Lưu Võ Sư lại càng nghi ngờ nói. Thông qua khảo hạch nhị tinh. Hắn mới bao nhiêu tuổi? Có phải mấy đo lực của các ngươi hỏng rồi không? Để cho tiểu tử này may mắn vượt qua ngưỡng cửa vạn cân lực. Không tin nghi ngờ. Dù sao chu Ninh thật sự còn quá trẻ. Cái này, rất khó không làm cho người ta dần lên hoài nghi. Tiêu Tiêu kiên nhẫn giải thích. Lưu Võ Sư, máy đo lực của chúng ta tuyệt đối không có vấn đề gì. Mà Diêm Vương Tiên Sinh, cũng tuyệt đối là thông qua khảo hạch nhị tinh. Bởi vì vừa rồi, Diêm Vương Tiên Sinh liên tục đánh ra 10 quyền. Mỗi một quyền lực đạo, đều tại 14.000 cân trở lên. Rào rào. Nhất thời, mọi người đều kinh hãi. Cái gì? Mỗi một quyền đều trên 14.000 cân. Đây tuyệt đối không phải vừa mới bước vào võ sư cảnh, có thể có lực đạo A. À? Hắn mới bao nhiêu tuổi? Đây có phải là quá đáng sợ hay không? Giờ khắc này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Chu Ninh tràn đầy hoảng sợ. Giống như là đang nhìn một cái quái vật bình thường.